con dỗ mẹ bà ngủ rồi mà. Mà mẹ bị giật mình hả? Bị giật mình á. Mà ủa sao già không vô trong ngủ với mẹ bà mà ngủ ngoài đây chi vậy? Con đang chuẩn bị bài kiểm tra nè mẹ. Mà mê dễ quá, cái con ngủ quên hồi nào không biết luôn. Ủa vàng vé đẹp quá à. Mà vàng ơi, vàng đừng có ngủ ngoài đây. Ngủ ngoài đây trời lạnh lắm á. Vàng vàng vô trọng á, vàng ngủ với mẹ đi. Chứ hồi nãy á, mẹ giật mình vậy, mẹ không thấy vàng đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ vàng bỏ mẹ đi á. Mẹ sợ lắm luôn á. Làm sao không bỏ mẹ bạc được. Mẹ cực khổ nuôi con lớn chừng này mà. Con là vàng, mẹ là bạc, hai mẹ con mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không bao giờ rời xa nhau. Dạ hát luôn mẹ bạn cũng nha. Dạ hát luôn mẹ luôn hả? Dạ. Đã quá hát đi. Vàng sẽ hát bài mẹ của tôi. Không, vàng phải hát bài mẹ của vàng thì mẹ bạn mới ngủ được. Rồi vàng sẽ hát bài mẹ của vàng. Hát đi vàng. Thank you.
Giang, Giang ơi, Giang ơi, Giang đâu rồi? Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang bỏ mẹ đi Giang ơi, đừng có, đừng mà, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi sao không tôi, Giang ra đi, Giang ra đi, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, Giang đi, Giang ra đi, Giang đi, Giang đi, Giang đi, bà. Giang bị gì á? Mẹ bạc trói vàng á. Mẹ bạc không, mẹ bạc trời người xấu, người xấu tới bắt vàng của mẹ. Mẹ không có trời vàng đâu, mẹ không có làm vàng đâu, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vàng, thương vàng lắm, xin lỗi. Sao hồi nãy mẹ bạc ra vậy? Đâu có ra đâu, nãy đang ngủ mà, đang nằm ở trên đây ngủ nè, cái thấy người ta tới. Người ta tới đông lắm, người ta dẫn mẹ bạc đi, dẫn vàng đi, dẫn vô không có cho mẹ con mình gặp nữa. Mẹ bạc không có muốn vậy, không có muốn. Ôi, không ai bắt vàng sao mẹ bạc đâu, vàng bạc phải dính ở liền nhau, không bao giờ xa nhau. Không bao giờ xa nhau. Dạ, con muốn. Vậy, đi mình ngủ nha, mình ngủ không có ai bắt mình được hết á. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Mẹ ru cho vàng ngủ nha. Dạ. Wait.